Chào chú, mình xin có một câu hỏi để nhờ chú giải đáp là khi đi du học tại Singapore thì các bạn học sinh sẽ ở đâu và nếu ở ký túc xá của Tân Đại Dương thì có giúp cho học sinh trong vấn đề này không? Và ngoài ra thì ký túc xá thì công ty còn hỗ trợ cho học sinh các loại hình nhà ở nào nữa không? Và nếu các bạn muốn thuê nhà thì các bạn cần lưu ý những vấn đề gì thưa chú? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Hôm nay tôi thay mặt cho bộ phận tư vấn của công ty Tân Đại Dương xin được trả lời câu hỏi của bạn. Đó là khi các bạn làm hồ sơ tại Tân Đại Dương, chúng tôi sẽ giúp các bạn book ký túc xá khi bạn có nhu cầu, hoặc là các bạn thể chọn ở homestay hay là thuê căn hộ họ ở chung cùng bạn bè. Nếu bạn là sinh viên năm thứ nhất, bạn nên chọn ở ký túc xá sau khi đã quen với các bạn. Nếu hợp tính thì có thể rủ nhau ra thuê nhà ở chung để share tiền phòng, tiết kiệm chi phí. Còn bạn nào muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống con người ở đây thì có thể chọn cách ở chung với gia đình, người bản xứ. Và các bạn cần lưu ý là khi đi thuê nhà nên chọn nhà gần trường hoặc là gần trạm xe buýt và tàu điện ngầm, vì đó là phương tiện đi lại gần như duy nhất của học sinh và sinh viên ở bên này. Dù thuê nhà ở đây giá có đắt hơn một chút xíu, nhưng đây thì Tân Đại Dương cũng sẽ chia sẻ với các bạn một vài mẹo nhỏ khi mà thương thuyết giá nhà. Đó là nhất là tìm tất cả những gì thiếu của ngôi nhà ra, tính cả những thứ nhỏ nhặt, hạ thấp giá trị của một cái gì đó trước khi mua là nguyên tắc mua hàng khi mua hàng kinh điển rồi. Nói ra mà giá một nơi khác rẻ hơn, ghi nhớ một vài tên các khu nhà giá rẻ nên nhớ là để hạ giá, không cần quan tâm đến chất lượng. Không trình bày hoàn cảnh, bác ơi, cháu là sinh viên năm đầu mới sang đây còn non nớt lắm. Bạn càng tỏ ra không rành khi đàm phán về chi phí thuê nhà sẽ khó có khả năng đạt được mức giá như bạn mong.